chính quyền của nhân dân, với lý tưởng cao đẹp của bang lớn. Thần thiêm liêm chính trị không vô tư là y ba, đồng lòng tự do ấm no một nhà là lẽ sống. Hãy chính niềm tin lòng dân dân sức mạnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mô hình chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho bưu điện đã được nhân rộng và triển khai tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Qua triển khai mô hình này đã đem lại kết quả tích cực, góp phần tạo sự tiện lợi cho người dân, tiết kiệm nhân lực, chi phí cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Chị Bế Hải Yến ở thôn Bản Ca, xã Chí Minh đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Đến đây, chị được nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn giải quyết rất nhiệt tình, nên mọi thủ tục đều được giải quyết rất nhanh chóng, thuận tiện. Hôm nay tôi đến làm giấy phép kinh doanh thì đến và được các nhân viên bưu điện tiếp nhận. Được các nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình và không biết thì có thể các nhân viên sẽ trả lời và được hướng dẫn rất tận tình. Cảm thấy rất hài lòng về cách làm nhịp việc của nhân viên. Trước đây, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Tràng Định do 8 công chức của 8 phòng chuyên môn thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, việc cử công chức đến bộ phận một cửa dẫn đến sự thiếu hụt về nhân sự tại các phòng. Trong khi đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận của một số lĩnh vực không nhiều và thường xuyên. Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Từ năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện thực hiện chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện huyện. Theo đó, 158 thủ tục hành chính thuộc 32 lĩnh vực của công chức 8 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được chuyển giao cho 2 nhân viên Bưu điện huyện. Đây là một bước tiến mới không những tạo điều kiện cho Bưu điện huyện phát huy trách nhiệm năng lực của mình mà còn giúp các phòng chuyên môn giải quyết vấn đề về nhân lực, bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính thay cho cán bộ công chức của 8 phòng ban chuyên môn của huyện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định, bản thân tôi luôn nhận thức rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Bên cạnh đó, tôi luôn phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn nắm bắt được các chính sách mới để hướng dẫn cho bà con, tổ chức và nhân dân nhằm thực hiện tốt 100% số hóa hồ sơ, đảm bảo đúng đủ thời gian theo quy định. Sau 2 năm triển khai thực hiện, với sự tham gia của nhân viên bưu điện đã giúp giảm tải công việc tại bộ phận một cửa của huyện. Trong giai đoạn này, nhân viên bưu điện tiếp cận nhanh với công việc và thực hiện đúng các quy định về văn hóa công sở. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng quy định. Người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính thì đều đánh giá hài lòng và đánh giá tốt về thái độ, kỹ năng của nhân viên bưu điện, cũng góp phần cải thiện và nâng cao các chỉ số cạnh tranh cấp huyện. Thực hiện quyết định 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện để triển khai phương án chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện. Đến nay, việc chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện đang được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với 5 sở ngành tại bộ phận một cửa của huyện Tràng Định và mới đây đã thực hiện chuyển giao tại bộ phận một cửa huyện Chi Lăng. Việc chuyển giao mô hình này nhằm giảm tải công việc tại bộ phận một cửa cấp huyện, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. Về thực hiện chuyển giao thì về phía bưu điện huyện Chi Lăng cũng đã bố trí 2 nhân lực và đặc biệt là chúng tôi có là 1 nhân lực chính và 1 đồng chí nữa là để dự bị trong quá trình làm việc và có thể là khi phát sinh nhiều thủ tục hành chính không giải quyết được, tôi sẽ bố trí thêm 1 nhân lực nữa đến để hỗ trợ bạn. Qua cái việc chuyển giao như này thì tôi cũng về phía bưu điện huyện cũng sẽ cố gắng giám sát và đồng hành cùng với Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các thủ tục hành chính công
được có kết quả tốt nhất và nhanh chóng nhất, đảm bảo chỉ tiêu của tỉnh đã giao. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được chuyển giao, Bưu điện tỉnh đã lựa chọn bố trí nhân viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất để đảm nhận công việc. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc, tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với công dân, cũng như các chuẩn mực văn hóa bưu điện. Trong quá trình triển khai chỉ đạo, quán triệt nhân viên bưu điện tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình dịch vụ, nội quy, quy chế làm việc tại bộ phận một cửa, chuẩn hóa thái độ phục vụ, thường xuyên cập nhật các quy định mới về thủ tục hành chính, phối hợp với các sở ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, phòng ban chuyên môn của huyện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc để đảm bảo các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, trước và đúng hạn. Hướng dẫn các thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công, số hóa 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trên hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh, nhằm lưu giữ dữ liệu, tăng số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phát huy những kết quả đã đạt được, thì hiện nay Bưu điện tỉnh cũng đang tiếp tục tham mưu đề xuất và phối hợp triển khai nhân rộng mô hình chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho bưu điện trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo thì trong tháng 10 2024, theo chủ trương đã được thống nhất thì bưu điện sẽ dự kiến tiếp nhận nhiệm vụ chuyển giao tại bộ phận một cửa của huyện Cao Lộc. Tại các huyện còn lại thì đơn vị cũng sẽ tiếp tục đề xuất triển khai phương án nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn và tối ưu hiệu quả mạng bưu chính công cộng trong tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công của nhà nước. Việc chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và một số bộ phận một cửa cấp huyện đã đem lại kết quả tích cực, tạo thuận tiện cho người dân và đem lại lợi ích cho các cơ quan đơn vị. Qua gần 4 năm triển khai, nhân viên bưu điện đã tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định. 100% cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng với sự phục vụ của nhân viên bưu điện. Từ đó góp phần thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính của tỉnh, giúp tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường sự công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cá nhân, tổ chức, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại.